Vân. Và ngày hôm nay thì như thông tin Vân biết được, đó chính là một ngày rất là đặc biệt, kỷ niệm 30 năm báo Hoa Học Trò. Và với Vân á, thì báo Hoa Học Trò mình đã gắn bó từ khi mình là học sinh, mình từ học sinh cấp 2 đến cấp 3. Và bất kể khi mà mỗi lần mà tới tuần mà ra báo mới thì mình rất là háo hức, rất là mong chờ, cũng như là mình đọc được những câu chuyện, những bài học và những cái điều tích cực, và mình đã lớn lên từ đó. Và ngày hôm nay thì không quên gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất đến với báo Hoa Học Trò, cũng như tất cả các cô chú, các anh chị đang đồng hành với trang báo sẽ có thật là nhiều sức khỏe và cũng như là bình an trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì chúc báo Hoa Học Trò sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa những giá trị tuyệt vời đến với tất cả các bạn học sinh và Vân và các em nhỏ, và chấp cánh những ước mơ và hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ có những kỷ niệm thật đẹp với báo Hoa Học Trò nhé. Và một lần nữa, Happy Birthday báo Hoa Học Trò!